À, xin chào toàn thể bác, tiếp tục một video tiết hàng cũng như là một video hướng dẫn cho hai bác khách hàng đã tin tưởng đến Nam Huy đặt mua một sản phẩm, đó là sản phẩm Vanker DAC 450 của EB Pro, đầy đủ tất cả những tính năng như là revert, delay, repeat, những cái chế độ như là USB, và làm luôn một video hướng dẫn cho hai bác cách kết nối và âm ly, đúng không ạ? Thường thì các bác mua những sản phẩm Vanker về là, một là các bác âm ly của nhà các bác đang có vấn đề, đúng không ạ? Có vấn đề hoặc âm ly của nhà bác vang nhại nó không tốt thì các bác có thể mua thêm những sản phẩm vang cơ này để nâng cấp âm ly. Và thông báo với các bác một chuyện, đó là bên em vừa về được con loa chính hãng của FB Pro. Em sẽ chưa lên sóng, em sẽ có một cái dịp lên sóng tốt nhất, đó là F712 FB Pro, và em làm một cái video hướng dẫn cho bác luôn. Thứ nhất là các bác thiết bị, đó là bên em sẽ tặng kèm đi theo khi mà các bác lấy một con Vanker này, bên em sẽ tặng cho bác đầy đủ những thiết bị dây rắc như là một đường kết nối với một đường kết nối vào âm ly, một dây quang và một dây 3.5 đấy, cho bác có thể kết nối thích kết nối đường nào cũng được. Và đầu tiên thì các bác có thể nhìn qua ở đây cho em một chút. Cách kết nối rất là đơn giản. Đối với sản phẩm Vanker thì một số bác thì vẫn chưa biết, nhưng mà một số bác thì đã quá là quen thuộc rồi, đúng không ạ? Đường tín hiệu đầu ra thì nó sẽ là tín hiệu RAO và LAO, đúng không ạ? RAO và LAO thì các bác cắm vào đây giúp em sẽ tặng cho bác một đường dây này, thì cắm vào đây giúp em. Đấy, cắm vào đây, cắm nó rất chắc như này. Em một mình như này em sẽ cố gắng. Đấy, ok. Còn hai dây còn lại, đây hai đầu còn lại, RA và LA, hai đầu còn lại thì các bác cắm vào cái đường âm ly mà các bác đang dùng và đang nghe nhé. Ví dụ như các bác TV của các bác đang qua cái tín hiệu một này, đấy, TV của các bác đang cắm vào đây, thì về rút cái tín hiệu TV ra cắm vào đây, thì cắm cái đường vang vào đây, đúng không ạ? Đấy, cắm vào đây. Đấy, thì còn tín hiệu từ TV xuống. Đây, ví dụ nhà tín hiệu của bác từ TV xuống, có bác thì dùng được cổng quang. Cổng quang thì các bác cắm vào đây. Từ TV xuống thì các bác cắm cổng quang thì cắm vào đây. Đấy. Có bác thì dùng cổng 3.5 này thì em tặng cho bác cả bộ dây rồi đấy. Thì các bác chỉ cần cắm vào, ở đây sẽ có chữ AUX1 hoặc AUX2 đúng không ạ? Thì các bác cắm kết nối trực tiếp vào AUX1 hoặc AUX2, và nên lưu ý khi đây là cách kết nối xong rồi. Đấy, kết nối xong là kết hợp giữa vang và âm ly rồi, đúng không ạ? Thì các bác nên lưu ý ở mặt đằng trước của nó một chút. Đầu tiên đó là lúc ấy em vừa cắm vào đường AUX1 thì các bác phải chuyển đổi nhá, bấm input này, bấm input chuyển đổi về phần AUX1 đấy, thì nhạc nó sẽ lên, đúng không ạ? Bấm input chuyển đổi về đấy, bác dùng AUX2 bấm input chuyển về AUX2, hoặc là dùng đường cổng quang, cái đường cổng quang mà em vừa bảo bác ấy, thì dùng đường cổng quang thì bấm về cổng quang optical, đúng không ạ? Còn dùng muốn bắt Bluetooth vào điện thoại thì có thể là bấm về Bluetooth, đúng không ạ? Ok, và em đang dùng AUX1 thì em sẽ bắt đầu tiến hành để AUX1 để test cho bác khách hàng. Bác nghe thấy tiếng kêu chưa ạ? Đã, tiếng nó đã lên rồi, đúng không ạ? Đấy. Rất là đơn giản, đối với một con Vanker để kết hợp với âm ly, đúng không ạ? Thì các bác cứ làm theo đúng cái trình tự ấy cho em. Còn về phần chỉnh ở trên này thì các bác có thể lấy cái tua vít nhỏ, nó đã khuyến mãi theo cái đầu máy và chỉnh để nó có ở đây. Feedback này thì các bác ấn on vào các bác nhé. Còn đâu revert, delay, repeat các bác có thể vặn tùy chỉnh làm sao cho chế độ của mình cho nó hay, đúng không ạ? Ở đây thì cũng có volume to nhỏ, thì ở trên cái màn hình chỉnh hiển thị kia nó cũng to lên và volume to nhỏ, rất là dễ sử dụng và rất là đẹp mắt, đúng không ạ? Và ok, mình sẽ test hàng cho tất cả mọi người nghe qua. Tiết hàng cho hai bác khách hàng và cũng như là cách sử dụng con này luôn, đúng không ạ? Đấy, các bác nhớ nhá, bấm cái phần input này để có thể chuyển đổi vào cái cổng của mình yêu thích nhá. Bác thì dùng cổng quang hoặc là Bluetooth bắt từ điện thoại, hoặc là
các cái đường ống X1, ống X2. Đấy, ok. Và em test qua này thôi. Ở đây em test qua hai con như vậy để cho bác, và tí em sẽ thử lốt cái đường mic cho hai bác khách hàng. Bởi vì đường mic em đã thử rất là qua một cái video rất là chi tiết rồi, đúng không ạ? Đấy. Cảm ơn hai bác đã ủng hộ đến Nam Hero nha. Và các bác nào đang cần quan tâm muốn nâng cấp âm ly lên thì có thể xem qua video này để tham khảo về cái sản phẩm của Evpro DAC450, đầy đủ những cái tính năng và có cả những cái chế độ rất là tốt vì xử lý bên trong các bác nhé. Ok, và em cũng xin kết thúc cái video này ở đây, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo.